Tại thời điểm này, một số nhà xuất bản đã thông báo về việc giảm giá sách giáo khoa trong năm học 2024-2025. Đây được xem là một tín hiệu đáng mừng cho thấy việc nhà nước định giá sách giáo khoa là hợp lý. Đơn cử năm học 2024-2025, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam thực hiện điều chỉnh giảm giá sách bán giáo khoa tái bản lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 và 11 Bộ sách giáo khoa cánh diều của công ty cổ phần đầu tư xuất bản thiết bị giáo dục Việt Nam cũng vừa thông báo sẽ giảm khoảng 20% giá bìa đối với những cá nhân, đơn vị mua sách tặng cho thư viện để học sinh dùng chung. Với hơn 17,6 triệu học sinh phổ thông trên cả nước, rõ ràng việc điều chỉnh, điều tiết giá sách giáo khoa sẽ có tác động trên diện rộng. Thay đổi giá một cuốn sách giáo khoa dù không nhiều, nhưng tổng chung của kinh phí toàn xã hội bỏ ra sẽ là một con số rất lớn.